này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy với chị Banana sẽ tiếp tục đi tìm những em bút chì có những màu độc lạ nữa đây nè. Đúng rồi, bút chì ở trong đây, ủa bút màu ở trong đây hợp là kinh dị. Thì hồi tập trước Happy đã hứa là Happy với chị Banana sẽ qua thế giới bánh kẹo để tìm bút chì nè, nên bây giờ Happy với chị Banana sẽ đi nha. Đúng rồi, qua bánh thế giới bánh kẹo liền đi. Chị Banana nghĩ thế giới bánh kẹo thì những cái bút chì đó nó sẽ ngọt hơn những cái thế giới khác đúng không Happy? Happy không có nghĩ vậy đâu chị Banana. Chị Banana thấy là ngọt rồi nè, bà lem kẹo quá chừng nè, quá đó. Rồi, quá. Wow. Ở đây thật là ấm cúng chị Banana ơi. Chắc chị mất bao luôn. Chị Banana té hả Bi ơi? Ủa, trời ơi. À, đó là một cái cái gì vậy hả Bi? Xong rất là chạy, rất là xiết luôn á chị Banana. Oh my chị god, thật là lừa gạt chị Banana. Chị Banana mà xuống cái là chị Banana ngẫm á. Đáng ghét. Đúng rồi, để Happy đi qua cái khu tuyết nha. Tại nó chạy rất là xiết luôn á chị Banana, rất là nước xì cù la. Đúng rồi, làm chị Banana phóng xuống một cái. Ai, xin tiền. Làm chị Banana hả, bê miệng cũng có tỏi. Đâu rồi, chỗ nãy đâu rồi Happy? Kè bên kia đó. Happy chị bắt nhìn một lần nữa. À, bên đây. Mình sẽ được vòng qua đây nè. Happy đi được vòng dưới này được rồi, bắt cua chi cho mệt Happy nè. Nào, Happy muốn bắt cua, coi chỗ này có cái gì á. Ờ, bên đây có một cái bạn. Yeah, yeah, yeah. Happy ơi, vô đây nè, có Lego rồi chơi trong này nè. Ủa vậy hả chú nè? Đúng rồi, vô Happy vô, Happy rồi. Trời ơi, mắt cua chi cho mệt thay nè. Vô Happy, Happy thích ở ngoài đời có được căn nhà nhỏ nhỏ giống như em Happy? Dạ không. Ủa sao không thích chị Banana cất cho cái nhà gì ra ngoài ở riêng được hả Happy? Ôi đè cái đèn sáng sáng đã mà thôi, Happy đi bắt cua. Cái đèn nó đỡ bắt cua nữa Happy ơi, đi đâu vậy? Bắt cua. Sao mà không đi ở dưới trước? Không, đợi Happy bắt cua cái nhanh mà chị Banana cho bắt cua này nhanh mà. Happy đi nha. Happy té. Happy à. Happy té. Rồi bây giờ là mày hy vọng là chị Banana lên được. Để Happy coi. Mình lên đây để lấy cái bút chì. Nữa gì chị Banana? Ừ đúng rồi, Happy nghĩ là vậy. Dở tệ, nhìn chị Banana. Đó. Chị Banana không thể tin được là chị Banana giỡn. Không phải tin. Ấy dạ. Ủa đây, rồi mình nhảy qua cái màu đỏ này hả Happy? Chị Banana dính lên cây này rồi. Thì bây giờ thì mình không có nhảy. Đó, mình đi xuống đây. Oh my god. Mình nhảy lên đây. Đó, cái sao mình dễ. Rồi chị Banana ơi, hình như mình chỉ bắt cua như thế này thôi á. Hay nhưng mà còn đường nữa kìa, có em bút chì. Đường kìa. Có em bút chì. Sao mình không lấy mấy cây dễ dễ trước đi, Happy thì làm khó quá. Happy muốn lấy cái cây nào mà khó khó á. Để Happy xem bút chì mà hình như thế nào nha bạn. Ơ, cây bút chì, ô cái thân màu đỏ. Hai cái tay thì màu đen, cái nắp cũng màu đen, cái chài cũng màu đen luôn, chị Banana cái chân. Ôi, chị Banana nghĩ nó là cây bút chì son môi đó. Ê. Cây bút chì son môi là sao? Thôi bây giờ Happy đi vô cái nhà bánh kẹo nha. Sao tự nhiên kêu chị Banana bắt cua và bỏ vô bánh kẹo rồi? Thật là ác độc rồi, chị Banana nhận được cây bút chì. Ủa bánh, bút chì bánh kẹo nè. Chì này á, ăn vô nghe đắng đắng Happy ơi. Cái đó chỉ là bánh kẹo thôi chứ mình không ăn được đâu chị Banana. Thiệt luôn á, Happy nói thiệt á. Thôi bây giờ chị Banana đi qua hướng khác. Tại vì bút chì là để viết mà chứ đâu phải để ăn đâu đúng không chị Banana? Đúng rồi, nhưng mà chị Banana tự tưởng tượng thôi. Ôi ơi, mấy tí lọt ăn nữa rồi. Ừ, thôi, để Happy đi qua cái chỗ này, Happy thấy có đường đi nè. Ôi ai, oh my god. Happy ơi, là sao chị Banana nghĩ là mình nên đi đường vòng đi Happy ơi, an toàn ở trên hết. Happy thì đi cái đường hồi nãy luôn, Happy đi cái dòng sông chảy rất là xiết luôn, Happy đi đi. No. Sao? Tại sao lại ở nơ? Không. Tại sao chị Banana lại ở nơ? No. Nè Happy ơi, chị đi đường này. Nè. Đúng rồi. Đi nè. Đường nào đi vậy? Đây, rồi xong rồi Happy. Không, Happy sẽ nhảy qua như này nè. Có đường đi, Happy thấy có cái cánh cửa. Đường đi, không thấy đường. Qua được rồi nè. Gì hả? Qua được rồi. Hi, Samila. Oh my đây God. Là một cái bẫy chị Banana, người ta dụ mình. Trời ơi. Trời, tức quá chị Banana. Không có nghĩa hả Happy? Ồ. Thật là sai lầm hơn, chị Banana không qua nữa. Bây giờ Happy sẽ đi nha. Chúc chị Banana một ngày vui vẻ. Ờ Happy ơi, chị Banana thấy được cây bút chì một. Ủa Happy thấy được cái bút chì bị kiểu như là bị mọc mầm á.
Ủa mà mình đi qua đường nào bây giờ? Có đường nữa nè, Happy đi qua cái chỗ này. Ơ, cái chỗ gì nè? Ủa đó là đi đâu vậy Happy? Nãy Happy đi vô kẹt, Happy nhận thêm được một em bút chì á. Wow. Nhưng mà Happy sẽ không cho chị, cho chị Panda. Ồ, thì chị Panda sẽ đi bắt cua ở ngoài này. Ừ, nên Happy quyết định đi bắt cua theo chị Panda. Ê, té nữa rồi Happy ơi. À, nhưng mà chúng ta bị bỏ lỡ rất là nhiều luôn á chị Panda, nhìn kìa thấy chưa, mấy bạn kia chơi đu quá chừng. Ồ. Nhâm nhâm nhâm. Không ngờ bên cái thế giới này nhiều bút chì thiệt luôn á. Đúng rồi con nè, nên bây giờ Happy quyết định bỏ chị Panda. Trời ơi, chị Panda thấy Happy đứng nhảy ở dưới nè. Đúng rồi. Hey. Dạ, Happy muốn nhảy lên cây nữa. À, chị nhảy lên được rồi nè Happy. Đó, nhảy lên đây. Nhảy lên đây, xong nhảy lên đây. Ok, nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Đó, Happy nhảy lên nhà luôn rồi hả? Ờ, à, đúng rồi, nhảy lên đây. Wow. Lên đây. Trời ơi, Happy lên tới chỗ trên, không có cầu cột nữa kìa. Ủa, sao Happy không quẹo qua cầu cột, coi có bút chì bên đó không? Đã, đã quá vậy. Rồi, Happy đã lỡ mất cái bút chì bên đó hay gì rồi kìa. Biết rồi mà. Ôi, có một cái bút chì trên không nữa kìa. Happy thấy cái bút chì ở đây nè, thấy không, thấy không? Mình trừ cậu trùng, mình có thể nhận được cái bút chì này nè chị Na. Bút chì marshmallow á. Ủa, vậy hả? Ừ. Vậy sao hồi nãy Happy không lấy mà để trừ không nhanh có lấy nữa? Được mà. Oh, tại vì Happy bị trượt nhanh đó chị Panda, người ta tiền nó trơn quá. Trượt vậy là Happy phải trượt cho chậm thôi. Không, không có trượt chậm được, nó trượt nhanh vậy rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi nó chán. Hey. Chán thật. Đây nè, từ từ thôi nè. Đó, từ từ thôi, từ từ. Đó, từ từ rồi nè. Nhận được em. À, đây là bé Na, chị Panda ơi. À, chị Panda biết rồi, cái con từng lập đó Happy. Không, không phải, không phải nè, không phải là đây là marshmallow, kiểu như là người ta hay xiên để người ta nướng á chị Panda. Ồ vậy đó hả? Ờ nướng. Ôi, em cái bé bút chì bị nướng quá. Đâu bé này chỉ bị tọt cây vô đầu thôi chị Panda. Rồi chị Panda lên được chưa? Chị Panda lên tới đằng này rồi nè. Rồi xong rồi. À hay biết thấy chị Panda rồi nè. Rồi xong chị Panda nhảy lên cục marshmallow khổng lồ đi. Cục khổng lồ này to ghê luôn. Rồi chị Panda nhảy vào đó. Đúng rồi, xong rồi đi lên đây. Ủa, rồi chị Panda có phải thuộc cầu tuột? À, đi từ từ thôi, đi từ từ là chỗ cầu tuột thôi. Rồi tuột xuống luôn hả Happy? Rồi đi từ từ thôi, đừng có đi nhanh quá. Rồi được rồi. Hên quá. Hy vọng là chị Panda trơn 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 xuống nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. Ê, bây giờ chị Panda nằm đây luôn mà Happy không? Chị Panda nhảy ra nè. Chị Panda đi từ từ thôi. Nhíu nhíu. Happy thấy chị Panda chưa? Rồi, Happy thấy chị Panda. Ờ, đâu đây? Ai vô nè. Rồi đứng im đi chị Panda ơi. Oh my god. Nhìn chị Panda. Chị Panda người ta tụt tụt xuống, còn chị Panda thì đi cầu tụt xuống nha. Giúp thôi. Cái này chị nó nằm ở đâu vậy? Tụt xuống đây, tụt xuống đi. Đừng có làm nha, tụt xuống. Rồi đi nhanh đi chị Panda, đi nhanh lên, nhanh lên. À thấy rồi nè, đi nhanh là té đó, đừng có dụ. Đi nhanh đi, Happy nói thiệt á, chị Panda đi chậm đi chị. Hay quá. Ôi mấy tí thì Happy dụ rồi. Nếu mà không, chị Panda mà đi nhanh á. Hay chị Panda đi nhanh là chị Panda đưa quanh đây, chị Panda mà đi chậm chị Panda rớt xuống luôn á. Ồ vậy à. Vậy mà chị Panda đó, Happy dụ chị Panda. À chị Panda đang biết vậy Happy không có chị. Ê Panda. Happy bây giờ chị leo lên tột tột được không nè. Đâu. Rồi Happy leo lên luôn. Ồ. Ồ ồ ồ ồ. Bây giờ nó đưa lên nhanh luôn. Ý. Không mấy cho nãy con. Thôi Happy đi chơi nha. Ủa sao chị Panda bị vậy vậy? Ờ chị Panda bị vấp ngã. Ờ. Nè Happy chị Panda đi hẹo Happy. Nhìn cho kỹ coi còn cái bút chì nè trên này không nha. Đi hẹo Happy đi lấy bút chì nè. Thì chị Panda hình như là hướng bên đây nè, chị Panda không theo Happy đâu. Không theo Happy hả? Vậy thì thôi Happy đi qua bên đây Happy nhận. Ôi vậy hả? Nè có chấp nhận mà Happy bỏ chị Panda Happy đi. Đâu đâu cho chị Panda đi ơi, bên đây có cái bút chì nè Happy ơi Happy. Dạy. Lỡ lỡ đây, ổn phải. Ừ con người. Con người mà chị Panda làm rồi. Rồi chị Panda bị nhìn hả mờ mờ. Hay ai da. Rồi Happy quyết định để cho chị Panda nhảy ngoài. Ở đó nhảy cũng không được. Đúng rồi phải có đường. Nhưng mà đường nào bây giờ? Bây giờ chắc mình phải đi dưới lại từ đầu quá. Không phải đâu, Happy nghĩ là có đường. Ở đây có đường đi đâu nè. Oh my god, Happy sẽ đi đường này. Và bây giờ Happy thấy có một cái con đường chị Panda ơi. Đường nào vậy Happy? Đường đi là ice cream luôn á chị Panda. Đâu đâu đâu. Có một cái mảnh giấy nè. Bây giờ Happy sẽ dẫn chị Panda lại cái khu bỏ hoang nha. Oh my god, hết bánh kẹo rồi bây giờ tới chỗ bỏ hoang hả Happy? Đúng rồi, đi vô đây nè. Khu bỏ hoang, trời ơi khu này. Em bị sợ quá, trời ơi cái em baby mắc khờ. Oh my god. Trong nước
nước này vô tắm. Em này đi bỏ quen, tội nghiệp em này quá. Vô tắm cho anh ta. Thôi cái nước này lâu ngày rồi dơ quá đẹp. Cái em nó sợ quá, em nấp trong gầm giường cười quá chị Minh Đa. Đúng rồi, bị kẹt trong đó đó Hà Bi, không ai đem ra ngoài đó. Rồi tiếp theo vô nhà nữa thì chị Minh Đa, nhà này không có. Vô nhà chị sẽ vô nhà kế bên nha. Ừ, tôi có. Ê, nhà kế bên có nè Hà Bi ơi. Có hả? Có rồi. Có một cái người. Đâu để Hà Bi xem. Đây là một kiểu như là cái người mà hay làm việc đó chị Minh Đa. Oh my god. Ê, tại vì nhà có người á nên chỗ này được vệ sinh dễ hơn chị Banana. Thôi nhưng mà chị Banana thấy đồ nạc cũng ngã bừa bộn quá Bi ơi. Đúng rồi. Cho nên chị Banana sẽ quyết định qua nhà kế bên nha. Chỗ này có người. Có người luôn hả? Có. Anh vậy ai vậy? Đi nè. Trời ơi. Chị Banana đi vô cái búa đi. Hay Bi nhận được cái búa. Chị búa. Oh my god, cái hammer Hay Bi ơi. Hammer búa. Wow. Đây là cái này gì vậy? Tội đã ghê. Cái này gì vậy ta? Không có gì đâu chị Banana, chị Banana khỏi lấy. Nhìn thấy cái kiểu giống giống cái cây súng mà không phải Hay Bi ơi. Ôi đã quá à, Hay Bi thích cái đó à. Hay Bi thích cái cây hàm cây bút chì riêu nè chị Banana ơi. Kim. Bút chì xanh lá cây. Bút chì riêu nè. Trời ơi, thôi mình hình như mỗi nhà chỉ có một cây bút chì thôi. Cho nên mình gặp được một cây là hết rồi đó Hay Bi. Đúng rồi, Hay Bi nghĩ là vậy chị Banana. Nào coi, vô nhà tắm. Có bạn bị té nè. Cái bút chì. Bạn bị gấp nha. Cái ô liu. Cái dầu ô liu Hay Bi ơi. Tội nghiệp cái con ô liu quá à, nó đi vô nhà vệ sinh nó trơn quá, nó dắt nó té cười quá tại nó trơn quá mà nó phải té thôi Hay Bi ơi. Đúng rồi, thôi bây giờ đi ra kể đi chị Banana ơi. Gì vậy Hay Bi? Cái bức ảnh gì nè. Bức ảnh cái con này con gì từ đó thì chị chưa biết luôn á. Màu này màu kia rồi cái mỏ nhỏ nhỏ người lạnh đó à. Ôi hay ghê quá chị Banana ơi. Các bạn ơi, clip của Hay Bi đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như mà các bạn thích video này của Hay Bi thì hãy nhớ like và share cho Bi nha. Để chúc mọi người mới vui vẻ nha, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.